Rapunzel và Maximus đang phóng chiếc xe sang vào trong rừng. Nhưng bánh xe vàng đã lún sâu trong bùn rồi. Ồ, kẹt rồi nè. Cùng đẩy ra nào. Maximus giúp đẩy chiếc xe ra. Cắt miếng vải nhung hình chữ nhật. Vẽ mặt trời vàng ở giữa. Treo cờ lên cây cầm. Ồ, mong là Rapunzel hiểu được ký hiệu này. Rapunzel lái xe tới tháp. Có ai sống ở đây không ta? Lá cờ ở cửa sổ kìa. Mọi người gặp chuyện hả ta? Mình phải giúp thôi. Chắc là mọi người đang kêu gọi mình đó. Lên đường nào bây giờ? Mình quăng tóc nha. Nhưng mà tóc nhẹ quá. Để xem túi có gì nào. Muôi này sẽ làm nên chuyện nè. Nhìn giống như chiếc móc. Đầu bếp nhỏ đang làm gì đó đặc biệt. Súp lấp lánh. Mình mượn xíu nha. Gắn thêm móc bông tai. Rapunzel dùng muôi cột vào tóc. Đi nào. Ném muôi lên. Hụt rồi. Thử lại nào. Được rồi nè. Leo lên thôi. Mình lấy búp bê nào ta. Búp bê LOL này được nè. Tách sợi dây này để làm tóc nha. Mặc váy đỏ. Dây cùng màu với mẫu. Dễ thương quá. Làm mình liên tưởng đến ai á. Rapunzel đi vào tòa tháp. Có ai ở đây không? Xin chào. Ai đó vừa chạy ngang qua. Chắc là trốn đâu đó rồi. Wow, ai đó? Ra đây đi. Đây rồi, mình chơi cùng nha. Chị có mang đồ ăn nè, cùng ăn nha. Tốt hơn rồi. Mình có bài thanh gỗ đây. Làm lều nha. Đặt vải bố lên trên. Trang trí cổng vào bằng các pom pom đủ màu. Phần trên có các song sắt nhọn như lâu đài thật á. Mình cần rất nhiều gối nữa. Giúp lều pháo đài này chơi sẽ vui lắm đây. Em bé Gothel đang chơi ở phòng mới. Nhưng cô muốn xây ngôi nhà của riêng mình. Nên sẽ cần nhiều gối lắm đây. Và thêm mền nữa. Rapunzel về đến nhà. Sao bừa bộn dữ vậy? Con muốn tạo không gian cho riêng mình ư. Xin chào. Mình muốn mua một lều á. Chờ tí chúng mình dọn lại cái đã. Giao hàng tới nơi rồi. Cảm ơn nha. Yeah, vui quá đi. Con có thể trốn vào chơi ở đây. Chúng mình có đường đua nè. Đây là vạch đích. Yeah, đang đua kìa. Ốc sên đang dẫn đầu. Làm ốc sên từ đất nặng và vỏ sò nha. Vẽ sọc đỏ. Nhìn mặt kìa. Mẹ biết con rất thích thú cưng. Nhìn vào hộp đi. Ốc sên thật ạ. Con cảm ơn mẹ. Em đói bụng chưa? Đồ ăn đâu ta? Chị quay lại liền nha. Ốc sên trốn khỏi chiếc hộp và ăn hết mọi thứ. Chưa cha, đúng là bé ốc sên tham ăn mà. Em đâu rồi? Em ăn hơi nhiều rồi đó nha. Chào, mình có việc trọng đại cho bạn đây. Đổi kiểu tóc nào. Tách sợi dây ra để tóc xoăn thật đều nha. Gothel nhìn khác quá à. Xếp các mảnh lại để làm váy. Cô mang thắt lưng bằng lụa với chiếc khóa vàng. Quá xịn luôn. Thêm cả nơ vàng nữa. Gothel trông xịn quá đi. Vài năm sau, Gothel đã đến tuổi thiếu niên rồi. Chào buổi sáng. Đến lúc chuẩn bị rồi. Váy đâu rồi ta? Mà giày đâu ta?
tóc sên. Em lại lấy giày chị đúng không? À, giờ chị phải ngồi lau chất nhờn nữa. Lần sau không làm vậy nữa nha. Chào. Ủa Emmy, mình muốn thay đổi diện mạo mà bạn lại giỏi trong việc này, giúp mình được không? Được chứ, để xem nào. Ngồi xuống đi để mình lấy đồ nghề. Thích màu nào nè? À, không biết luôn. Mình có ý này nè. Màu dạ quang mô hốt nha. Trời, khùng điên. Nhưng mà mình thích đó. Nhìn hết sảy luôn. Mình cần có kẹp quần áo. Dùng thanh gỗ. Dán lại nha. Thêm kẹp quần áo ở trong và sơn màu hồng nữa. Thêm phích cắm. Máy duỗi tóc như một lá bùa vậy. Rattle chạy đến phòng của Rapunzel để trả sách. Mẹ đâu rồi? Mình sẽ để sách ở đây. Ồ, sao nhìn mình lạ dữ? Tóc xoăn xấu quá. Mình sẽ mượn máy duỗi tóc của mẹ. Chắc mẹ không la đâu. Rattle bắt đầu duỗi tóc. Xinh quá đi. Nhưng tóc cô vẫn xoăn trở lại. À, nữa hả? Con yêu, sao vậy? Con xấu quá đi. Tóc con cứng đầu quá. Ồ, con yêu, con rất đẹp theo cách của riêng mình mà. Mẹ có này sẽ làm con suy nghĩ khác nè. Đi theo mẹ. Lấy nắp và hạt màu vàng. Trang trí cối bằng ri băng. Quấn sợi dây xung quanh giày. Chúng mình dầm gì đây nhỉ? Đây là phòng thí nghiệm của mẹ. Con muốn mẹ chỉ con làm thuốc độc nào nè. Chà, đỉnh quá à. Trộn các thành phần lại. Là xong rồi. Ô, chào bé yêu, xem chị mới làm gì nè. Ha-chi. Em bị cảm ư? Để chị tạo thuốc cho em nha. Xem nào. Mình sẽ làm món này. Trộn nguyên liệu lại. Ăn đi nè. Achi. Không được rồi, để thử cái khác vậy. Bản đồ dẫn đến đâu đây? Pha trà. Nhưng không uống đâu nha. Dùng để tạo màu cho giấy. Làm khô và tạo nếp cắt. Như bản đồ cũ ấy nhỉ? Cắt nắp nhựa. Cho hình tròn có chữ và cả mũi tên vào. Hạt và chuông này sẽ cho phép bạn treo la bàn ở đâu cũng được. Khỏi sợ lạc nữa nha. Gothel lại ở trong phòng của Rapunzel. Chắc chắn mình sẽ tìm được cái gì đó ở đây. Nhưng mà không có gì ở trên kệ cả. Mình chưa tìm ở đây bao giờ. Chà, là bản đồ và la bàn. Mẹ đã nói mình về bông hoa có thể chữa các loại bệnh. Mình sẽ đi tìm. Đầu tiên, Gothel đến Pháp. Ở đây không có. Sau đó đến Đức. Không có luôn. Có lẽ mình nên tìm ở Kim Tự Tháp. Nhưng ở đây cũng không có trừ đồ chơi của nhân sư. Ôi trời, ở đâu ta? Làm nhụy hoa. Hoa đẹp quá đi nè. Lấy dây rửa ống để làm thân, gắn thêm vài chiếc lá. Hoa đẹp ở trên miếng đệm nỉ. Xung quanh là tán lá to. Những cánh hoa có ánh vàng nè. Bản đồ dẫn Gothel vào trong rừng. Ồ, ở đây đẹp quá. Chắc là hoa ở đâu đây thôi. Đây rồi. Yeah, mình có thể cứu thú cưng mình rồi. Gothel về nhà. Nhìn nè. Achi. Thiệt luôn. Mẹ Rapunzel, con đã thử hết cách rồi. Achi. À, mẹ thấy rồi. Mẹ nghĩ là ốc sên bị dị ứng với hoa. Thiệt à? Vậy con sẽ mang hoa đi. Ốc sên hết hắc xì rồi.
Rapunzel và Gothel cùng với Ốc Sên sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.